Và đây sẽ là giây phút quan trọng nhất, hồi hộp nhất. Chúng ta sẽ biết được ứng cử viên nào mà gia đình của bạn Duy Linh đã cho phép được yêu. Nhưng mà trước khi cùng với team biết được kết quả này thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ lại bạn Duy Linh nha. Bạn có tự tin là sự lựa chọn của mình trong trái tim của mình có trùng khớp với lại người thân của mình không ạ? Theo Linh nghĩ thì chắc chắn gia đình mình cũng sẽ tương đồng với ý kiến của Linh. Bạn tự tin đến như vậy à? Dạ. Bao nhiêu phần trăm? Chắc là 100%. 100% luôn. Dạ. Wow, hy vọng là người mẹ nuôi thân thương của mình cùng với là hai người bạn chí cốt sẽ lựa chọn đúng 100% trùng khớp với ý của bạn nha. Và bây giờ team sẽ tiếp tục nhường lại cái quyền quyết định quan trọng này cho cô Hạnh quyết định xem ai sẽ là người cô và gia đình cho phép được yêu với bạn Duy Linh nè. Xin mời cô. Người mà gia đình tôi cho phép Duy Linh được yêu là... xứng đáng. Tại vì nếu mà nói về ngoại hình thì nói chung mình cũng tương đối, nói về vấn đề chung á thì em cũng có rất là nhiều cái yếu tố để mà cái người đó cần một người như em. À, Linh ơi, đây có phải là sự lựa chọn trùng khớp cho bạn không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi. Dạ. Thì bạn còn chờ gì nữa? Hãy thể hiện điều đó đi nào. Hạnh phúc khi mà hôm nay sự lựa chọn của gia đình đã trùng khớp ý với lại sự lựa chọn của người chơi chính của chúng ta. Cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Cảm giác của Linh bây giờ rất là vui và hạnh phúc khi mình đã tìm được một nửa của mình. Và xin cảm ơn chương trình cho phép được yêu đã tạo cơ hội cho Linh tìm đến một nửa của mình. Bạn Tiết Nhung nãy giờ tìm thấy là bạn cười tít mắt luôn á. Chắc là rất là hạnh phúc đúng không? Dạ em không ngờ bác chọn. Xin chúc hai bạn, nhất là bạn Tiết Nhung, bạn sẽ được sự bao bọc cũng như là quan tâm yêu thương của bạn Linh để bù đắp lại những gì mà mình đã không may mắn.